Hơn 15.000 khán giả đã đến sân Thống Nhất để theo dõi trận đấu giữa câu lạc bộ Sài Gòn và câu lạc bộ Hoàng Gia Lai vào tối ngày 17 tháng 1. Trước ngày thi đấu, người hâm mộ đã nối hàng dài đợi hơn 3 tiếng đồng hồ để mua được tấm vé vào xem trực tiếp trận này. Sự trở lại của huấn luyện viên Kê Tê Sát chính là một trong những nguyên nhân khiến cho trận đấu trở nên hot như vậy. Nhiều khán giả đánh sân hò reo cổ vũ cho Hoàng Gia Lai cũng như huấn luyện viên Kê Tê Sát. Họ liên tục gọi tên ông, xin chữ ký và chụp hình chung với cựu tuyển thủ Thái Lan. Dù Hoàng Anh Gia Lai thất bại trước Sài Gòn với tỷ số 0-1, nhưng người hâm mộ vẫn nán lại chờ Kia Thị Sát xuất hiện để thể hiện tình cảm. Cảm ơn nhiều nhé. Khi gặp cổ động viên, họ đã giữ áo đấu của tôi trong 20 năm qua. Tôi rất ngạc nhiên. Đó là tình cảm rất đặc biệt. Cảm giác của tôi là cổ động viên Việt Nam rất thân thiện. Tôi được mọi người bắt tay, xin chữ ký, chụp ảnh, rất nồng ấm. Đó cũng là điều đưa tôi trở lại Việt Nam làm việc. Kia Thị Sát cùng Hoàng Gia Lai đã không thể có chiến thắng ở trong trận mở màn V-League. Trong trận đấu tiếp theo, câu lạc bộ Hoàng Gia Lai sẽ tiếp đón Sông Lam Nghệ An trên sân nhà Pleiku. Trận đấu diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 22 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, share và bấm đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp trong các video tiếp theo trên kênh thể thao 360 của báo Thanh Niên.